Dạ, cửa hàng nông ngư công Huy Hòa xin kính chào toàn thể anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa Estin 024 đời đầu luôn các bác nhá. Đấy, một chiếc máy cưa mang thương hiệu của Đức này. Máy đình Gamani các bác nhá. Công suất của con này là 42cc, phù hợp về cho các bác nào mà muốn khai thác đấy ạ. Con này về sử dụng chuyên nghiệp quá là ok rồi, lốc nhôm luôn các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Làm xích này, xích con này làm nó là làm bánh xe. Đó, xích thì còn to bản nguyên xích con này thì nó rơi vào tầm khoảng 80% đấy các bác. Tích hợp hàm rồng cho các bác luôn nhá. Tất cả tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản cho các bác từ A tới Z. Đó. Thằng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Một chiếc hệ máy cưa khai thác dòng Estin 024. Đó, vừa nãy thời gian vừa rồi thì có nhiều các bác hay hỏi em ở cửa hàng chúng em thì chưa kịp dọn lên. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em tiếp tục dọn rửa để quay cho các bác xem qua các bác nhá. Siêu VIP và chất lượng luôn, con này là hệ đời đầu luôn. Đời đầu thì em nghĩ là nó bền hơn tất cả mọi đời về sau các bác nhá. Chả hiểu tại sao mà những nhà cung cấp là đời đầu xài thiết kế rất là bền bỉ nhưng mà những cái đời về sau thì càng ngày là càng dở ra. Đấy, chắc là tại vì người ta sợ máy móc nó bền quá thì khách hàng sử dụng không bao giờ biết hỏng. Nên là rất là nhiều các bác hay tìm mua những dòng máy cưa xích hệ đời đầu các bác nhá. Con này thì đời đầu luôn, sản xuất tít từ năm 1993 các bác nhá. Đây, 42cc, cân nặng đầu máy không là 4,5kg các bác nhá. Tính cả làm xích là hơn 5kg. Mà giá hiện tại thì con này cửa hàng bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship toàn quốc cho các bác luôn. Các bác ở đâu thì cửa hàng chúng em có thể ship code được hết. Và tặng kèm cho các bác là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đấy. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng là dọn nổ tất cả ngon lành rồi. Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe các bác nhá. Các bác về sử dụng cả ngày không phải xi nhê gì luôn. Nó là được tích hợp hẳn là lốc nhôm rồi nên là chịu lực rất là tốt các bác nhá. Nên là các bác không phải lăn tăn gì cả. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cửa hàng chúng em các bác nhá. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi. Các bác nào mà cần hệ như thế này thì liên hệ qua cho cửa hàng chúng em. Hoặc là sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.